Đó là lần đầu tiên mình gặp cô ấy. Chưa gặp nhau bao giờ, lần đầu tiên gặp, nhưng mà bạn ấy đã chờ mình từ sáng tới tối nghe mình qua đây. Anh về tới nhà đây thì 11 giờ đêm. Sim Giữa Hồ trước đây là một cái bản nghiện ấy, 90% là nghiện, thì đã phải cai nghiện 10 năm. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel Yến Vivo. Mình là Yến, cô gái từ Bắc Giang, yêu du lịch, thích tự do và đang trên hành trình xuyên Việt khám phá 63 tỉnh thành Việt Nam kéo dài 10 tháng. Hiện tại thì Yến đang có mặt tại bản Xin Suối Hồ thuộc huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Mình khá là bất ngờ khi ở Lai Châu lại có một bản làng đẹp như thế này các bạn ạ. Vâng, ngay từ đầu làng thôi là chúng mình đã được các bạn này đón tiếp rồi. Rất là ở đây là những con chó rất là ngoan nha, không hề sủa hay là cắn hay là gì cả các bạn ạ. Ở đây thì có biển chỉ dẫn đây, chúng ta có chợ phiên, có nhà thờ, homestay. Các homestay luôn, chứng tỏ rất là nhiều bến xe này. Bây giờ thì chúng mình sẽ tiến lên chợ phiên nhé. Wow, đây là nhà thờ các bạn ơi. Các bạn nhìn cái cổng này, hai bên này, mình không biết là đây là những cái gỗ xếp lên đúng không? Wow, đỉnh cao thật sự luôn ý. Bây giờ chúng mình sẽ thử ghé vào thăm nhà thờ. Ở đây có cây hoa lan này. Hoa này mà nở thì thơm lắm đây. Đây này, hoa lan. Ở đây họ viết bằng tiếng người Mông sao ấy, mình không đọc được, không biết, không hiểu. Không có ai cả các bạn ạ. Mình không biết là có được vào trong không nữa. Hiện tại thì đang thấy đóng cửa. Mời khách du lịch nha. Y nhìn cái răng cả, y cái răng cười cả. Cười chế thì người ta sợ đấy. Các bạn có thấy không? Đây là những chiếc ghế nha. Cổng được trang trí bằng những chiếc ghế này. Đáng yêu quá. Không biết là nhà này chắc là làm homestay này. Có xe ô tô trong nhà, có khách, chắc là có khách á. Thôi mình đi tiếp nha. Ê thề chứ, định đi theo tôi đến bao giờ đấy? Hả bạn này. Bạn quý tôi vừa thôi nhá. Chứ đi theo tôi suốt đấy chứ. Đi đến tận quán cà phê cuối làng nhá, cuối bản nhá. Ui là trời. Tôi ra tự hỏi là cái này là bằng gì đây? Ủa ôi, gỗ các bạn ạ, gỗ nha. Tưởng treo rau thật cơ. Hay nhở. Mỗi nhà một kiểu ấy, mỗi nhà một cổng khác nhau á. Đầu tư thật sự ấy. Ngôi nhà này thì được trang trí bằng những chiếc khèn. Đây là khèn của người Mông, một loại nhạc cụ dân tộc nha các bạn. Thời điểm đầu năm bây giờ Yến lên là hoa lê đấy các bạn. Cái hoa màu trắng trắng này. Cây này là cây hoa lê nha. Yến đang thấy ở đây có rất nhiều cây địa lan, lan đất nha các bạn. Trồng trong chậu. Rất rất nhiều đấy, ở đồi này này, xong ở bên này nữa. Wow, có lẽ là ở đây thì họ sẽ để bán đến dịp mà đầu xuân năm mới ấy, thì họ sẽ mang xuống dưới xuôi họ bán. Có thể là thời tiết trên này sẽ thuận lợi để việc trồng cây địa lan. Đây, ai mà muốn mua địa lan sắm Tết chơi Tết thì liên hệ Yến. Yến sẽ cho contact những bà con ở đây. Thì các bạn có thể là mua địa lan về chơi Tết nha. Thật sự là đường làng rất là sạch sẽ các bạn ạ. Mình cảm thấy như là bản làng này được quy hoạch tổng thể và mọi thứ đều được có sự sắp xếp hết ý. Chợ phiên đây rồi, nhưng mà sao lại vắng lặng này. Không có ai bán hàng gì à? Đây là gian hàng rau củ này, nhưng mà chắc là hôm nay là mọi người không bán. Mình sẽ vào hỏi xem là bình thường họ sẽ mở lúc mấy giờ nhá. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Những bộ váy rất là xinh. Mình không biết là mình có nên thử một bộ không ta. Em chào chị ạ. Chị ơi, sao ở đây không có ai bán hàng à? Vâng. Em vào em chả thấy có ai để em hỏi cả. Chúng mua cái gì chị? Em đang xem qua những cái khuyên tai này thì mình bán như thế nào đây? Một đôi 50.000 ạ. Một đôi 50.000 à, khuyên tai à? Ui đẹp quá, em phải chọn đến một đôi mới được. Đôi nào mà mặc váy các thứ nó dễ phối đồ ấy. Cái này mình làm tự bằng làm tay hết đúng không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Bao lâu thì làm được một cái ạ? Cái này là khâu khoảng một tuần. Khâu khoảng một tuần ở dưới này xong thì làm thì một ngày được ba cái. Làm gớt như này. Vâng, thế cũng cầu kỳ nhỉ. Một ngày được ba cái, còn khâu ở dưới này thì một tuần mới được chị ạ. Vâng, đây để em xem là em thích. Em thì em hay thích màu cam. Cái này đúng kiểu sặc sỡ kiểu em thích rồi đấy. Mình nhìn đôi này mình ưng luôn các bạn ạ. Và mình quyết định là mình sẽ lấy một đôi này. Đẹp quá. Ta-da,
các bạn thí sinh chưa? Nếu mà thí sinh ý, thì cho mình một like video này nhá. Cái này là của dân tộc Mông à? Dân tộc Mông nhưng mà Mai Cách Tân. Mai Cách Tân đúng không? Em thấy là mỗi bộ một kiểu khác nhau ấy. Ui, kiểu như mình có ai là người thiết kế không? Nhà thiết kế không? Hay là cứ tự thôi? Thiết kế ra rồi mình cứ tìm may thôi ạ. Ôi dồi ôi, đẹp quá. Một bộ như này thì bao nhiêu cái bộ giữa giữa này? Bao nhiêu? Vâng. Cái bộ này là mai nhiều với hoa vang nhiều thì sẽ là 1.1 triệu. Úi dồi ôi. Những cái bộ như này thì nó là 800. Bao lâu thì mình may xong được một bộ như thế? Những cái như thế này là khâu bàn tay thì mình sẽ khâu khoảng 5-6 tháng. 5-6 tháng mà mới được một bộ như thế là quá rẻ đấy. Cái này thì phải vé xác ông là phải vé 2-3 ngày. À. Rồi phải đi nhuộm tràng là phải nhuộm tràng khoảng hơn 1 tuần. Cho vào nước sôi. Vâng. Rồi mang về để may những cái phải cắt những cái vải đỏ này may vào. Rất là cầu kỳ. Bảo sao với cái giá đấy là quá rẻ đấy ạ. Wow, các bạn đến đây thì có thể mua chị tên gì? Tên là Mỹ, cả họ là Giàng Thị Mỹ. Giàng Thị Mỹ. Ôi, các bạn đến nhớ ủng hộ chị Mỹ nhá. Ui, cái cây này mà ngồi chụp ảnh lên thì xinh lắm này các bạn ơi. Nhưng mà hiện tại thì mình đang đi một mình nên chả có ai chụp ảnh cho cả. Đấy là nỗi khổ của một người đi xuyên Việt một mình đấy các bạn ạ. Nếu mà các bạn cảm thấy đồng cảm và muốn truyền thêm động lực cho mình để mình tiếp tục hành trình xuyên Việt này thì các bạn chỉ cần like video này, subscribe kênh và chia sẻ video cho bạn bè cùng xem. À, ngoài ra thì nhớ bật chuông kênh nữa nha. Để khi mà Yến ra clip mới thì các bạn sẽ là người xem đầu tiên. Chị ơi, cho em quay được không ạ? Em chào chị. Dạ, em thấy chị đang giặt quần áo đây. À, nước này là mình là nước suối đúng không ạ? Dạ, suối có ở xa không chị? Suối ở xa không? Hai cây nữa à? Ôi ôi, thế đi bộ làm sao được nhở? Thế chắc tí nữa em xem là có ai để dẫn lên. Em cảm ơn chị nhá, em chào chị. Đây, ở trên này thì họ không móc quần áo đâu các bạn, mà họ sẽ treo trên một cái dây như thế này. Này, vẫn đi theo mình nha các bạn. Tên gì nhở? Em tên là gì? Cứ đi theo này thôi, đi theo đến cuối làng luôn nhá. Ôi, thật sự là mình mê cái làng này quá rồi các bạn ơi. Tại sao một nơi đẹp như thế này mà lại rất ít người biết nhở? Không biết là có bạn nào đã từng đến xin suối hồ thì các bạn có thể comment xuống dưới cho Yến nhá. Có bạn nào mà chưa đến ý thì trời ơi, các bạn phải đến đây đi. Mình đảm bảo với những bạn mà yêu thích thiên nhiên ý thì các bạn sẽ rất 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 là mê cái chỗ này. Ui, nhà tổ chim à? Hay nhở? Mình sẽ phải vào xem để xem là nhà tổ chim nó như thế nào. Ok, và đây là địa phận của tổ chim nha các bạn. Ui, chính xác như kiểu một cái tổ ở trên một cái cây luôn các bạn. Nhà trên cây đó. Mà ngày trước mình hay xem mấy cái bộ phim cổ của nước ngoài ấy, là rất hay thấy mọi người ở nước ngoài họ sẽ làm nhà trên một cái cây to. Thì ở đây cũng giống như thế luôn này. Wow. Ôi dồi ôi, độc lạ ghê ấy. Mình thấy chị chủ bảo là có 6 căn. Đây mình đã thấy 3, 4 rồi. Wow, đẹp quá. Đi bộ cũng khá là mệt rồi, nên là bây giờ chúng mình sẽ lên Casa Coffee luôn nha các bạn. Casa Coffee thì là một quán cà phê của một cặp vợ chồng vô cùng đặc biệt. Và bây giờ thì chúng mình hãy cùng lên xem là đặc biệt như thế nào nhá. Ok, đến rồi. Và đây cũng chính là nơi mà mình sẽ ở lại đêm nay các bạn ơi. Đây, đã đến quán cà phê Casa. Ở đây mình có những món gì nhỉ? Menu à? Đây. Ok. Cà phê đen, cà phê sữa bạc xỉu, cacao, cà phê sữa tươi, cà phê cốt dừa. Riêng cà phê là mình không uống được rồi. Gừng, thảo quả, đào, siro táo mèo, siro mặn. Cái gì ngon? Siro mặn và trà đào đều ngon ạ. Siro mặn, ok. Chị uống đá hay là uống nóng hả chị? Thôi mẹ uống đá đi. Mệt quá, đang leo mệt quá. Uống đá nhá. Đây là anh Ngọc và chị Sứ, là hai nhân vật mà mình đã nhắc đến vừa nãy. Rồi, đây anh Ngọc, anh chào khán giả một câu ạ. Hello mọi người, chào mọi người rất nhiều. Xin chào mọi người, nhớ chung. Chị là người dân tộc Mông đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Còn anh Ngọc? Anh là dân tộc Kinh. Anh đến từ đâu ạ? Anh đến từ Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Cơn gió nào mà đưa anh lên vùng cao Tây Bắc này?
anh đến với vùng Tây Bắc này thì cũng giống như mọi người, cũng giống như Yến là đi phượt, đi du lịch. Và anh tìm hiểu được là ở trên vùng Tây Bắc này cũng như là tỉnh Lai Châu có một bản du lịch cộng đồng Xin Xí Hồ rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Và khi mà anh lên đây thì anh đã bị cuốn hút và ở với lại cái bản Xin Xí Hồ này, cũng như là con người rất là thân thiện và cảnh quan như các bạn đã thấy đấy thì là rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Và kèm theo đó là có bằng bằng Sú rất là đẹp, xinh đẹp. À. Rồi chị Sú, lần đầu chị gặp anh Ngọc thì chị cảm thấy anh Ngọc như thế nào và lại bị cuốn hút? Nói chung là lần đầu gặp anh Ngọc thì chị thấy là anh Ngọc là một chàng trai mà cũng sống ở thành phố đấy, nhưng mà cũng rất là mộc mạc rồi, nên trên này cũng rất là chân chất rồi. Nói chung là rất là phù hợp với người Mông. Cái giọng nói của anh Ngọc làm chị cảm thấy ấm áp không? Đúng rồi, chị cảm thấy là tại vì kiểu người miền Nam á, cái giọng của họ rất là nhẹ nhàng á, nên nhiều khi là mình hơi động lòng. Có một cái kỷ niệm nào mà đặc biệt nhất mà hai anh chị muốn chia sẻ với khán giả không? Câu chuyện tình yêu, một cái khó khăn gì đấy đi. Cái kỷ niệm mà đặc biệt đối với anh á, dành cho Sú á, thì là lần đầu tiên anh đến Lai Châu thì anh đi chơi ở bên Hà Giang, xong rồi anh bắt xe từ Hà Giang qua đây. Anh đi một quãng đường rất là xa, anh đi từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Và Sú đã từ ở trên này chạy về Lai Châu chờ anh từ sáng cho tới tối. Và 8 giờ tối anh mới đến Lai Châu thì gặp được bạn ấy. Thì anh hỏi ra thì bạn ấy chờ anh nguyên một ngày. Đó là một cái ấn tượng của anh và rất là xúc động. Mình chưa gặp nhau bao giờ, lần đầu tiên gặp, nhưng mà bạn ấy đã chờ mình từ sáng tới tối nghe mình qua đây. Và bạn ấy đã chờ mình, xong rồi tụi anh gặp nhau đi uống cà phê, đi ăn tối, bắt đầu tụi anh đèo nhau về. Nhưng mà cái con đường rất là xấu lên đây, lúc đấy đường chưa làm, đường cực kỳ xấu luôn. Và anh về tới nhà đây thì 11 giờ đêm và đường xấu và trời cũng lạnh, rất là lạnh luôn. Mùa anh lên là cuối tháng 12 thì rất là lạnh, cực kỳ lạnh. Và hai người đèo nhau về trên một quãng đường nó tối và nó xa, 30 km, và đường cực kỳ xấu. Và hai người vừa đi vừa nói chuyện, về tới nhà thì cũng 11 giờ đêm. Đó là một cái cảm nhận và ấn tượng đầu tiên mà mình gặp, và nó đem một cái gọi là cái kỷ niệm dành cho mình. Duyên trải đỉnh đấy ạ. Đúng rồi. Đó là lần đầu tiên mình gặp cô ấy. Với anh Ngọc thì kiểu anh lên đây á, mà lần đầu tiên lên thôi mà mình cho đi làm nhà, đi dựng nhà, đi cấy ruộng, rồi đi làm nương, đi phát nương này kia là làm được hết. Thì mình cảm thấy rất là ấn tượng, mà mình cảm thấy là rất là ít những cái chàng trai ở dưới thành phố lên mà có thể làm được những điều như thế. Bản Xin Xí Hồ mình sẽ bắt đầu làm du lịch từ bao giờ ạ? Bản Xin Xí Hồ thì bắt đầu làm du lịch thì nói chung là bắt đầu từ năm mà được nhà nước công nhận ấy, thì là 2015. Nhưng mà trước đó thì Xin Xí Hồ đã phải làm rất lâu từ đấy rồi. Tại vì Xin Xí Hồ trước đây là một cái bản nghiện ấy, 90% là nghiện, thì đã phải cai nghiện 10 năm, xong rồi thay đổi tư duy cho bà con tầm khoảng 5 năm nữa, xong rồi mới bắt đầu là làm đường xá, rồi trồng hoa địa lan, trồng táo mèo đào, rồi làm đường đi thác, làm đường leo núi các thứ đấy. Thì năm 2015 thì mới bắt đầu được tỉnh công nhận ấy, làm bản du lịch cộng đồng. Đấy thì cái bản Xin Xí Hồ này thì người ta lúc đầu mọi người không có biết là làm du lịch. Mọi người chỉ làm dọn dẹp, thay đổi tư duy, làm kinh tế để tốt cho gia đình, tốt cho bản làng, tốt cho dân tộc của mình, để dân tộc của mình đi lên thôi. Nhưng mà sau đấy thì tỉnh mới bắt đầu bảo là cái bản này có thể làm du lịch. Mọi người mới làm hồ sơ để lên làm bản du lịch cộng đồng. Thì mọi người phát triển thêm làm homestay, bungalow, rồi đi học về pha chế, học về nấu ăn, học dọn phòng, các thứ đấy. Thì bây giờ mới làm thành bản du lịch cộng đồng. Trong làng có khoảng bao nhiêu hộ gia đình làm homestay? Hiện tại thì tầm khoảng 15 hộ. 15 hộ làm homestay. Thế là cũng thoải mái đón khách không? Cũng thoải mái đón khách. Một đêm thì có thể đón tầm khoảng 300 khách, nhiều hơn cũng được. Nhà mình có mấy căn bungalow ạ? Nhà chị thì có 12 căn bungalow, nhà tổ ong và 6 nhà tổ chim, là nhà trên cây. Kia là em vừa quay đấy. À đấy ạ. Nhà trên cây và 3 cái homestay. Em
cảm ơn anh chị. Và nếu mà các bạn đến với xứ Hồ thì hãy gặp anh Ngọc và chị Sú để nghe câu chuyện của anh chị nhá. Ok, cảm ơn các bạn. Ok, bye bye mọi người. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem video của Yến. Nếu mà cảm thấy hay thì đừng quên để lại cho Yến một like video này, một subscribe kênh và nhớ bật chuông nha, để khi mà Yến ra clip mới thì các bạn sẽ là người xem đầu tiên. Và nếu mà ở địa phương các bạn có gì hay thì hãy comment ở phía dưới, vì nếu mà biết đâu một ngày nào đấy Yến sẽ đến tận nơi và quay clip về địa phương các bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau. Bye bye. Đi chinh phục cực Tây ạ. Cô đây. Cô đón từ lúc đến nơi chạm đến đất Mường Nhé là cô đã chờ rồi.